ta đã thăm được phần mộ của bà nội Bác Hồ. Tên của cụ là Hà Thị Hy. Rồi ta thăm phần mộ em Bác Hồ là Nguyễn Sinh Xin. Giờ thì chúng ta đang ở trên núi này là núi Đồng Tranh thuộc dãy Đài Huế để thăm viếng phần mộ mẹ Hoàng Thị Loan. Người mẹ Việt Nam đã có công sinh thành và dựng dục cho đất nước Việt Nam chúng ta ba người con yêu nước, trong đó có Bác kính yêu. Người mà 100 năm sau ngày sinh nhật đã được tổ chức UNESCO cùng một lúc phong tặng hai danh hiệu anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa kiệt xuất. Về thăm á, thì mình biết là bà Hoàng Thị Loan sinh năm Mậu Thìn, năm 1868, quê của bà cách đây 4 km về hướng Tây Nam là Hoàng Trù thuộc xã Kim Liên của huyện Nam Đàn. Vốn được sinh ra trong một gia đình nho học truyền thống, từ nhỏ người con gái Hoàng Thị Loan đã được cha truyền cho chữ thánh hiền, được mẹ dạy cả công phu ngôn hành. Lớn lên đã trở thành một người con gái thông minh, thùy mì, nết na, ngày ngày chăm chỉ với việc đồng áng, đêm đêm miệt mài với nghề xe tơ dệt lùa, nhiều chàng trai ngấp nghẽ tỏ tình. Vượt ra ngoài ràng buộc của lễ giáo phong kiến, bà Hoàng Thị Loan yêu thương, rồi đã kết duyên cùng với ông Nguyễn Sinh Sắc, chàng trai nghèo mồ côi, được bố của bà nhận về trong nhà, trực tiếp nuôi dạy cho học chữ. Mối lương duyên đẹp tình nặng nghĩa đã sinh cho dân tộc Việt Nam chúng ta ba người con yêu nước, đó là cô Nguyễn Thị Thanh, cậu Nguyễn Sinh Khiêm và bác kính yêu của chúng ta, cậu bé Nguyễn Sinh Cung. 27 tuổi, canh các chị và các em biết, bà Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ nông thôn, bước chân chưa qua khỏi lũy tre làng, nhưng mà vì sự nghiệp của chồng và tương lai của các con, bà đã có một quyết định rất lớn lao, đi theo chồng vào Huế, giúp chồng ăn học ở mảnh đất kinh thành. Nghệ An đi Huế quanh co, hiểm trở, nhà nghèo không có tiền thuê xe ngựa, cả gia đình bác đi bù cả. Trên vai của mẹ có một đôi quang khánh, một đầu là cầu nguyện sinh cung lên năm, một đầu là cơm, gạo, áo, tiền của cả gia đình. Cả gia đình bác đi như vậy cho tới mảnh đất kinh thành. Ở Huế gia đình đã tìm thuê được một căn nhà gần cửa Đông Ba, rồi cũng tiếp tục bằng nghề dệt vải, mẹ đã lao động rất nhiều, nỗ lực cố gắng để con không phải thiếu thốn, để chồng không phải giang dở việc học hành. Cho nên 5 năm liền, phúc cử của mẹ ở Huế luôn rồn tiễn thoi đưa. Mẹ sinh người con thứ tư, đặt tên là Nguyễn Sinh Xin. Sinh con trong hoàn cảnh quá túng thiếu, mẹ Bác Hồ phải tự mình lao động sớm. Sức khỏe của bà suy yếu dần. Trưa 22 tháng Chạp năm Canh Tý là ngày mùng 10 tháng 2 năm 1901. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là Tết đến xuân về. Bà con kinh kỳ nô nức rủ nhau đi mua sắm Tết. Mẹ đã chút hơi thở cuối cùng. Lúc đó mẹ Bác đi xa với 33 tuổi, để lại cho chồng 4 người con thơ. Ngày bây giờ ông Nguyễn Sinh Sắc đang đi coi thi mải tận Thanh Hóa, ông mang theo cả cầu khiêm, nên bên thi hài của mẹ chỉ có 2 người con trai nhỏ. Bác của chúng ta năm đó 11 tuổi, em xin khóc gào vì khát sữa. Bà con phố Đông Ba lặng lẽ đưa thi hài của mẹ bằng thuyền qua cổng Thanh Long, ngược dòng Hương Giang, đã an táng tại núi Bân ạ, thuộc dãy Tam Từng bên dòng sông Hương. Mẹ qua đời ở Huế, anh chị các em ạ. An nghỉ ở núi Bân 21 năm. Đến năm 1922 thì cô Thanh đã bí mật đưa hài cốt của mẹ từ núi Bân để mà về cải táng ở vườn nhà mình ở làng Sen quê nội. Được an nghỉ trên mảnh đất quê chồng, làng Sen thêm 20 năm nữa. Thì năm 1942 anh trai bác cầu cả Khiêm á, vốn là thầy địa lý, có am hiểu nhiều về phong thủy, là đi khắp Nam Đàn, Hưng Nguyên, dòng xa hàng tháng liền, chọn cho được một vị trí đắc địa và đẹp đẽ, đưa hài cốt của mẹ lên an nghỉ Vĩnh Hằng. Vị trí cầu cả Khiêm chọn năm 1942 chính là vị trí mà hôm nay chúng ta về thăm đây. Núi Đồng Tranh của dãy Đài Huế, xã này là Nam Giang thuộc huyện Nam Đàn. Hôm nay chúng ta về thăm vào một ngày tiết trời rất là đẹp. Ở đây canh các chị và các em cũng thấy bà Hoàng Thị Loan đã được an nghỉ một vị trí cao thoáng mát đẹp như thế này. Hướng là Nam Trách Đông, chiều cao so với mực nước biển là khoảng 100 m, có tiền án, có hồ chảnh, phong cảnh hữu tình. Và cũng từ đây mẹ cũng có thể nhìn về cả quê hương xứ sở của mình, Hoàng Trù, làng Sen như một bức tranh hòa đồng của nước non xứ Nghệ. Để tỏ lòng thành kính về những công hiến của mẹ đối với lịch sử dân tộc, năm 1984, Đảng Bộ Nhân dân Nghệ Tĩnh với lực lượng vũ trang quân khu 4 đã quyết định khởi công xây dựng phần mộ này, và năm 1985 thì công trình này đã hoàn thành. 31 năm rồi ạ, đó là quá trình xây dựng phát triển công trình khu mộ, chúng ta đón được hàng triệu lượt đồng bào du khách, có các đoàn của đảng cấp cao nhà nước chúng ta. Và với dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích Kim Liên gắn với phát triển văn hóa du lịch, tạo một cơ hội mới, chúng ta khởi công tôn tạo công trình này một lần nữa.
theo tuyển mới đi lên á, các thầy cô giáo, các anh các chị cùng với các em, chúng ta được thăm viếng cả phần mộ bà nội và em Bác Hồ. Đường lên là 262 bậc, đường xuống bên này là 266 bậc. Cả hai đường lên xuống trải dài trên hơn 1 km, trong như hai dải lụa đào, ngày đêm ôm ấp lấy phần mộ của mẹ. Sân chuẩn bị hành lễ được thiết kế theo dạng hình vòng cung, từ đó ta lên thăm viếng có 33 bậc lên, một con số gắn bó với 33 năm tuổi đời tuổi xuân của mẹ. Phần mộ của bà Hoàng Thị Lan được thiết kế theo hình hộp chữ nhật với ý tưởng là một bông sen khổng lồ cách điều, có đế sen, có đài sen, có tâm sen. Và phía trên còn đặt một tấm ốp tượng trưng cho nắp mồ được đúc thủng hình chữ thỏ với mục đích thông khí theo quan niệm của dân gian. Sau này là bức phù điêu làm bằng đá trắng nguyên khối tạo tác theo kiểu cuốn thư của các công trình cổ, mà hình tượng chủ đạo là hình tượng hoa sen, một đầm sen được nghệ nhân đục nổi trên các viền đá. Hình ảnh phía trên là cửu vân cuồn tù, có nghĩa là chín đám mây đã hồi tụ lại, thể hiện cho sự linh thiêng và hồi tụ khí thiêng của đất trời. Thưa canh các chị và các em, để che nắng che mưa cho người nằm dưới mồ cũng như là đồng bào du khách chúng ta về tham quan tưởng niệm là hệ thống mái che này. Ý tưởng là ngôi đình truyền thống dân gian có cách điều mà những tấm mái phía trên này cũng như những dải lụa đào đấy ạ. Vậy là hôm nay chúng ta đã có chuyến về nguồn đấy, thăm lại mảnh đất này, nơi đã lưu giữ 3 phần mộ của người thân trong gia đình bác, tìm hiểu thêm cuộc đời mẹ Hoàng Thị Loan, một người mẹ Việt Nam cần mẫn, thủy chung, son sắc, một người có thể nói đã đem lại vinh quang cho đất nước Việt Nam chúng ta, người mà mọi người Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác, con cháu đời đời ghi ơn. Nội dung đến đây là hết rồi ạ. Em xin được chia tay cùng với các chị, với các em sinh viên, được chúc hai đoàn chúng ta sức khỏe và hạnh phúc.